Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là bơm trợ lực lái của Toyota Jay 2003 đến 2005. Sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Được sản xuất tại Thái Lan. Đấy, và được nhập khẩu và phân phối bởi An Thái Auto. Đây là cái dòng sản phẩm hàng mới 100% anh em nhé. Đây chính là cái buli lai trợ lực này. Còn đây chính là cái bình đựng dầu trợ lực. Đấy. Anh em cùng nhìn này. Đấy. Ống xả dầu này, đây, trợ lực lái này. Đấy. À, về cái cấu tạo của nó thì sản phẩm được sản xuất 100% là nguyên vật liệu là hợp kim cao cấp anh em nhé, và đã được kiểm tra rất là kỹ càng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Đây, anh em có thể nhìn này. Thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái bơm trợ lực của con dây. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.